Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kính chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, hiện nay bà con nông dân đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2013-2014 qua một vụ mùa lao động vất vả. Nhờ ứng dụng hiệu quả quy trình sức mạnh sinh học nên bà con đã có một mùa lúa bội thu. Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 25 với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học, kết quả ứng dụng sức mạnh sinh học vụ lúa đông xuân 2013-2014. Các nhà khoa học sẽ đánh giá lại những hiệu quả của quy trình kỹ thuật và kết quả tích cực mà bà con nông dân đạt được. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành phối hợp thực hiện. Trước hết xin giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, Trường Đại học Cần Thơ. Thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ Thực vật Kiên Giang. Và Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành. Bên cạnh 3 phần quà dành cho 3 khán giả có câu hỏi giao lưu hay nhất thì chương trình còn có 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay kèm theo hình ảnh tình huống gửi về cho chương trình. Do đó mà bà con nông dân có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho cán bộ kỹ thuật của Công ty Tân Thành hoặc là gửi theo địa chỉ Tổ tư vấn Sức mạnh Sinh học Công ty Tân Thành số 3165 thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và địa chỉ email sucmanhsinhoc@tanthanh.co.vn. Mở đầu chương trình, chúng tôi muốn trao đổi với Thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy. Thưa Thạc sĩ, thì Thạc sĩ có thể thông tin cho bà con về tình hình thu hoạch lúa đông xuân ở tỉnh Kiên Giang đến thời điểm hiện nay thì như thế nào ạ? Kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài, thì đến thời điểm này ở vụ lúa đông xuân ở tỉnh Kiên Giang của chúng ta đã thu hoạch hơn 160.000 hecta. Đó là cái số liệu thống kê ngày 17 tháng 3, nhưng mà đến hôm nay thì chắc là cái số này có thể là 165.000 hecta. Như vậy là đạt khoảng là 55% cái diện tích mà chúng ta gieo xạ. Thì về cái tình hình dịch hại thì bà con thấy rồi, trong cái vụ lúa đông xuân này từ đầu vụ tới trước Tết Nguyên Đán thì chúng ta thấy dịch hại rất ít. Do đó mà cái tốp lúa mà chúng ta đang thu hoạch này thì cái năng suất rất là cao. Thì theo số liệu thống kê của số liệu báo cáo nhanh của ngành nông nghiệp thì hiện nay là có huyện Dòng Riền là năng suất trung bình là khoảng 8 tấn trên 1 hecta, rồi huyện Tân Hiệp là 7 tấn 9, rồi huyện Hòn Đất thì khoảng là 7 tấn 2. Trung bình trong cái tổng số cái diện tích mà chúng ta đã thu hoạch là cái năng suất trung bình là 6,95 tấn. Như vậy có thể nói là cái vụ đông xuân này, nhất là cái trà lúa mà đã thu hoạch sớm thì bà con nông dân lại vừa trúng mùa, vừa được giá. Tuy nhiên cái tốp lúa sau thì cái thời điểm sau Tết Nguyên Đán thì có một số cái dịch hại xuất hiện không nhiều, nhưng mà bà con nông dân chúng ta đã chủ động phòng trị. Do đó mà chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc đảm bảo năng suất cho vụ lúa đông xuân này thì hoàn toàn là có thể được. Do đó thì cũng xin chia vui với bà con nông dân trong cái chúng ta thắng mùa trong cái vụ lúa đông xuân này. Dạ. Xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của Thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy. Thưa bà con và các bạn, vụ lúa đông xuân năm nay là một vụ thành công của rất nhiều bà con nông dân. Như vậy thì nguyên nhân nào mà bà con nông dân có thể quản lý đồng ruộng hiệu quả như vậy? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận được tại cánh đồng của gia đình ông Phạm Văn Hiếu, cư ngụ ấp 6 Trường, xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang vào thời điểm thu hoạch lúa. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hiếu cũng như bà con nông dân trong câu lạc bộ nông dân Tân Thành đều rất phấn khởi vì đã đạt được một vụ mùa bội thu. Theo bà con, nhờ áp dụng hiệu quả quy trình sức mạnh sinh học, năng suất bình quân của nông dân trong câu lạc bộ đạt 9 tấn trên 1 hecta. Thưa bà con, thì trong buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ chúng ta thì nhận thấy là tất cả các thành viên của bà con mình là ai cũng vui. Thì theo quan nghĩ chắc chắn là bà con ta thu hoạch trúng mùa. Thì Hoàng thì quan nghĩ như vậy thì không biết chỗ bà con mình nghĩ như sao. Thì xin mời chỗ chú Hiếu ạ. Theo như tôi thì cũng rất là vui, nhưng mà ở trong câu lạc bộ này ai cũng vui mừng phấn khởi. Tại vì mà tôi xài thuốc sức mạnh sinh học á, là không có hại cho sức khỏe, chứ mà thu hoạch là rất là năng suất cao. Tôi thấy xài sản phẩm sức mạnh sinh học này là lúa tôi cũng đạt rất cao. Lúa tôi cũng đạt trên 1 tấn 2 một công. Mà chi phí tôi giảm cỡ khoảng 300.000 một công.
Năm nay đó tôi vui vẻ, năm nay là trúng mùa nhờ xài sinh học, tôi sắm một chiếc xe cho con tôi đi học. Thì bên cạnh cái quy trình sức mạnh sinh học nó mang lại hiệu quả cho bà con như vậy, thì cái việc bà con ta áp dụng cái quy trình nó cũng rất là quan trọng. Thì sẵn đây bà con ta có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của mình được không ạ? Thì tôi đã nhiều năm xài cái sản phẩm sức mạnh sinh học của Tân Thành. Nhưng cái sức mạnh sinh học này nó hạn chế về cái ô nhiễm môi trường và rất dễ sử dụng. Tại vì trong này là xịt phải đúng quy cách, đúng lúc chứ không phải xịt tràn lan. Ưu điểm của quy trình là hạn chế ít sử dụng thuốc hóa học và cũng thường xuyên không có trộn nhiều thứ thuốc cho một bình xịt, và để dễ kiểm soát là lúa tôi bị bệnh gì tôi xịt ngay bệnh ấy để cho thuốc có hiệu quả. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Thì về những thành quả bà con đạt được thì đây cũng là những thành quả sau một mùa vụ bà con chúng ta vất vả trên cánh đồng của mình. Hồng Ngọc cũng như là các nhà khoa học xin chia vui với niềm vui trúng mùa của bà con nông dân. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi muốn trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, thì cái việc mà sử dụng cái quy trình sức mạnh sinh học thì nó có cái lợi ích cụ thể như thế nào về môi trường cũng như là con người trong quá trình sản xuất nông nghiệp? Dạ, kính thưa bà con và quý khán giả xem đài. Thì qua cái phóng sự vừa rồi đó, chúng ta cũng rất là vui mừng ở chỗ là bà con mình rất phấn khởi. Bởi vì cái mùa đông xuân là chính vụ mà năng suất rất cao. Tức là đó là những cái thành quả mà bà con mình cũng đã nỗ lực trong cái thời gian qua. Thì nó cũng do nhiều cái lý do, tức là nhiều cái yếu tố tác động vô. Trong đó có những cái sản phẩm sinh học nó cũng góp phần. Thế thì sản phẩm sinh học là cái gì? Tức là cái quy trình mà áp dụng ra làm sao? Thì đó là những cái ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay mà trong cái lĩnh vực, trong cái ngành bảo vệ thực vật. Đấy. Thì đặc biệt là nhiều phương pháp, trong đó người ta sử dụng những cái chất ly trích từ những cái thực vật, những cái cây cỏ có trong tự nhiên mà nó hỗ trợ, nó làm tăng cường cái sức mạnh, tức là làm tăng cường cái nội lực cho cây lúa. Vậy thì nó sẽ làm cho cái quá trình sinh trưởng phát triển nó nhanh, nó lẹ hơn, năng suất nó sẽ cao hơn. Thế thì nó có cái lợi gì nữa? Cái chế phẩm sinh học á, nó tác dụng bền, nó điều điều, nó chậm chậm. Nó hay ở chỗ là nó không tạo tính kháng đối với các sinh vật, đối với côn trùng hoặc là bệnh tật, kể cả cây lúa cũng vậy. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Cái thứ hai là ít ảnh hưởng tới môi trường, bởi vì chất trong tự nhiên mà mình phun lên thì trong vòng thời gian ngắn để tác dụng của ánh nắng mặt trời nó sẽ bị phân hủy đi. Như vậy thì nó sẽ không làm cho cái môi trường nó bị tổn hại đó. Như vậy thì các con sinh vật như là con ốc, con cua, con tôm, con tép trong nước rất bình thường, nó sống rất là thoải mái. Rồi trong không khí thì ví dụ như các loài ong có lợi, hoặc là hệ thiên địch trong ruộng lúa cũng vậy, nó không bị ảnh hưởng, nó không có chết. Thế nên là mình đảm bảo được cái hệ sinh thái nó điều hòa, nó cân bằng. Thì đó là những cái ưu điểm có thể nói là tuyệt vời của cái quy trình sinh học. Đấy. Như vậy thì ngoài cái tố môi trường còn cái gì nữa? Con người, thuốc sinh học thì mình phun lên thì nó không ảnh hưởng đến sinh vật khác như là những động vật máu nóng. Con người chúng ta cũng là động vật máu nóng, như vậy thì chúng ta cũng rất là thoải mái, sức khỏe chúng ta được đảm bảo, được an toàn. Do đó thì mình thấy rõ ràng là gì? Sức khỏe cộng đồng cũng được đảm bảo. Do đó thì rõ ràng bà con thấy là những cái quy trình, những cái chế phẩm sinh học hiện nay thì được nhà nước, được các cơ quan cũng ủng hộ. Do đó thì chúng ta nên phát huy. Và đó cũng chính là cái sức mạnh mà hiện nay các nước trên thế giới cũng như là lãnh đạo của các cơ quan chức năng cũng đều ủng hộ. Cho nên tôi thấy là đó là cái giải pháp mà phù hợp nhất trong cái nông nghiệp hiện nay. Dạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, thì qua phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta cũng thấy là bà con nông dân ở tỉnh Kiên Giang rất là vui mừng khi mà áp dụng cái quy trình sức mạnh sinh học mang lại hiệu quả. Thạc sĩ Bích Trân có thể cho biết như vậy thì bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì như thế nào ạ? Kính chào bà con. Nhìn chung thì kết quả sơ kết ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm là từ ngày 10 tây tháng 3 thì cho thấy là cái năm nay thì chỉ có một cái hơi khó khăn của bà con, đó là cái tiết lạnh và cái giá lúa có cái chiều hướng
giảm ở từ đầu tháng 3 đến giờ, nhưng trong một tuần nay thì cái giá lúa cũng bắt đầu nhích lên, cũng là một tín hiệu vui. Chính vì vậy mà toàn cái kết quả nhìn tổng thể lại thì ở các tỉnh thì cái năng suất trung bình của bà con đạt là theo quy trình sức mạnh sinh học là đạt được trung bình là 9,3 tấn trên 1 hecta, còn bà con trồng tự do thì cũng đạt 9 tấn. Đó là chúng tôi lấy trung bình từ các tỉnh Long An, Tiền Giang đổ dài về tới Hậu Giang, Sóc Trăng. Và từ cái việc mà bà con đạt được năng suất cao như vậy, và nhất là những bà con mà thu hoạch được sớm vào từ giữa đến cuối tháng 2 thì cái giá bán cũng rất là tốt, cho nên là bà con đạt cái lợi nhuận cao. Trong đó thì cái lợi nhuận thì bà con đạt như vậy là nó có được cái phần là liên quan tới các yếu tố như là về cái thuốc bảo vệ thực vật, về phân bón. Thì trong đó thì yếu tố thuốc bảo vệ thực vật trong quy trình sức mạnh sinh học là bà con tiết kiệm hơn là từ 1,1 triệu trên 1 hecta. Bình thường là bà con sử dụng là cao hơn so với sử dụng theo quy trình sức mạnh sinh học là 1,1 triệu trên 1 hecta. Vậy thì tổng lại từ cái giá bán, từ cái năng suất và từ các cái chi phí thì cho thấy là cái lợi nhuận trung bình nếu bà con sản xuất theo cái sức mạnh sinh học mà trung bình các tỉnh thì đạt là 30,7 triệu đồng trên 1 hecta. Còn sản xuất tự do thì bà con cũng đạt được là 26 triệu đồng trên 1 hecta, tức là đạt từ 50-60% theo đạt hơn cái yêu cầu, tức là đạt từ lợi nhuận từ 50-60%. Thì cho thấy là đây là một cái tín hiệu vui ở vụ mùa đông xuân này. Và tôi cũng hy vọng rằng với cái áp dụng thành công của vụ hè thu tới thì bà con cũng sẽ đạt được một vụ mùa thắng lợi. Chỉ chúng ta kỳ vọng là nhà nước sẽ hỗ trợ chúng ta cái ổn định về cái giá để bà con đảm bảo được cái đồng lời trong canh tác. Cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của rất nhiều bà con gửi đến để giao lưu với chương trình. Và sau đây là câu hỏi kèm theo hình ảnh của bà con gửi về. Trả lời cho bà con nông dân ở Phụng Hiệp, Hậu Giang, anh Đỗ Văn Dũng hỏi như sau. Ruộng tôi bị khô vằn vào thời điểm lúa trổ lẹt xẹt, tôi đã phun thuốc hóa học. Đến giai đoạn trổ đều 7 ngày sau thì phun lại một lần nữa, vết bệnh có khô lại, sau đó tiếp tục lan thêm. Trong giai đoạn này tôi giữ nước để cho lúa trổ, vậy giữ nước có ảnh hưởng đến bệnh khô vằn hay không và có cách nào để mà khắc phục bệnh hay không? Câu hỏi này thì mời thạc sĩ Thủy có thể tư vấn cho anh Dũng. Chào bà con nông dân, chào anh Dũng. Thì chúng ta biết rằng là cái bệnh đốm vằn là cái bệnh thường xuất hiện trong cái điều kiện ẩm độ và nhiệt độ cao. Thì đặc biệt là trong cái vụ hè thu nóng ẩm nhiều, rồi cái ruộng có mưa nhiều, có ruộng nước thì cái hạt nấm nó sẽ di chuyển trong nước, nó sẽ lây lan rất là nhanh. Do đó mà trong cái giai đoạn lúa trổ của anh Dũng ở đây thì cái giai đoạn giáp tán thì cái điều kiện ẩm độ ở trong ruộng cũng rất là cao. Rồi đặc biệt là nếu mà chúng ta giữ nước trong cái giai đoạn lúa trổ như vậy thì cái hạt nấm mà chưa chết khi mà chúng ta đã phun trong cái đợt đầu đó thì nó có điều kiện nó lây lan và nó sẽ phát triển trở lại. Do đó để có cái phòng trị cho tốt cái bệnh đốm vằn thì ngay từ bây giờ thì anh Dũng nên rút nước xem xét trong ruộng lại, rồi không được bón phân đạm và anh sẽ phun thuốc đặc trị thì sẽ hạn chế được cái bệnh đốm vằn. Còn đối với bà con nông dân thì để có phòng trừ tổng hợp bệnh đốm vằn thì chúng ta nhớ là chúng ta phải vệ sinh đồng ruộng thật là kỹ, vì cỏ dại là những cái hoặc là lục bình là những cái nơi mà lưu tồn cái nó hạt nấm bệnh đốm vằn, do đó chúng ta phải vệ sinh đồng ruộng thật là kỹ, rồi chúng ta xạ thưa, rồi bón phân cân đối. Và trong cái điều kiện vụ lúa hè thu này nếu thấy cái bệnh đốm vằn thì bà con nông dân phải rút nước ra và chúng ta phun nước, phun thuốc đặc trị thì mới đạt hiệu quả phòng trừ bệnh đốm vằn. Một số cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với anh Dũng ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Xin cảm ơn bà con nông dân. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho nông dân Lê Hoàng Buôn ở Dị Thủy, Hậu Giang.
Lúa còn khoảng 20 ngày thu hoạch, trên ruộng có xuất hiện rầy nâu 3 đến 5 con một tép. Rầy đã chuyển sang vàng, nhưng tôi thấy có xuất hiện nhện và con xanh xanh như ở trong hình, khoảng 6 con 1 mét vuông. Vậy hai đối tượng này có phải là thiên địch của rầy hay là không? Có cần phải phun thuốc trừ rầy hay không? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai có thể tư vấn cho anh Buôn. Dạ, kính thưa anh Buôn, quý khán giả xem đài. Chắc quý bà con cũng đã nhận ra cái hình ảnh của hai cái loại thiên địch ở trên cái màn hình. Phía bên tay trái đó, mà còn thấy cái con xanh xanh mà có khoanh tròn tròn ở trong đó, thì đó là chính là cái con gọi là bọ xích mù xanh. Còn cái con mà bên tay phải đó, thì nó là cái con nhện, đây là cái nhóm có lợi. Nhện này thì theo tôi đoán nó là nhện Lycosa hoặc là con nhện sói vậy đấy. Nói chung là đây là những cái loại thiên địch mà ở trên ruộng lúa vào giai đoạn lúa gần tới chín thu hoạch. Thì anh có hỏi thêm bây giờ là cái lúc này mà lúa cũng gần cái giai đoạn là chuyển sang thu hoạch rồi, còn khoảng 20 ngày. Mà rầy nâu thì khoảng 3 đến 5 con trên một tép. Thì bây giờ làm sao? Thiên địch thì khoảng chừng 6 con mét vuông à. Thì có phun thuốc hay không? Thì xin trả lời như thế này. Về quy luật phát triển con rầy nâu ở trên cái ruộng lúa đó, thì bà con biết là thường thường nó có 3 cái đỉnh cao hay mình gọi là 3 lứa. Cái lứa 1 là nó trùng vào cái lúc mà mã non, tức là con rầy nâu nó bay tới, mình gọi là con rầy di trú. Nó tới đáp xuống giai đoạn này, giai đoạn đầu. Đoạn thứ hai mình gọi là cái lứa rơi vào cái đoạn động trổ. Cái lứa này mình gọi là cái lứa rầy nâu tại chỗ. Thì rầy nâu nó sẽ sinh trưởng phát triển, nó đẻ rất dữ, mật số rất là nhiều, mà thường là con cánh ngắn. Thì lúc này đó là nó sẽ gây hại rất dữ. Mà đây là giai đoạn cực trọng, cho nên thường là mình nếu cần phun thuốc để trị là nên phun vào lúc này. Cái giai đoạn gọi là lứa 2, mình cắt cái lứa 2 thì nó xong có lứa 3. Bây giờ ruộng của anh thì lứa 3 nó vẫn có rầy nâu. Thì bình thường cái lứa 3 gọi là cái lứa mà vào giai đoạn từ sau cái trổ đến chín. Lúc này cái lúa bắt đầu nó già rồi. Tức là bộ phận rễ thân nó bắt đầu nó là cứng, nó chắc rồi. Nó khăn rồi. Con rầy nâu nó chích thuốc không có được nữa. Tức là về mặt cơ chế là tức là cái kim nó không có đủ khả năng nó chích vào cái thân. Và lúc này thì nếu mà thức ăn mà nó cứng chắc mà nó khó vậy đó, cái lượng dinh dưỡng nó không đủ thì con rầy nó sẽ tự nó chuyển biến thành con rầy cánh dài, nó sẽ bay đi. Có nghĩa là lứa 3 là lứa thường là không quan trọng mà người ta ít quan tâm. Thì giờ anh cũng rất lo ngại. Bây giờ lúa nó còn 20 ngày, tức là lúa còn bắt đầu giai đoạn chín sữa này, chín sáp này, rồi chín sinh lý, chín hoàn toàn, tức là khoảng 20 ngày nữa là giai đoạn rất quan trọng để mình có được cái năng suất. Thế bây giờ anh cũng rất lo ngại, nếu mình không xịt, không trị nó làm sao? Thì như thế này, lúc này thiên địch cũng khá nhiều. Thứ hai là cái vai trò của cái rễ thân không, mình không lo, tức là con rầy không còn ở dưới này nữa, mà nếu cần thì nó bay đi thôi. Còn cái bây giờ quan trọng nhất là anh giữ được cái bộ lá, tức là lá mình nếu mà vẫn tiếp tục còn xanh, nó kéo dài thì hiệu quả nó sẽ cao. Vậy thì với cái mật độ này, theo quan điểm của chúng tôi đó, thì mình cũng không cần thiết xử lý thuốc, bởi vì cái vai trò con rầy nâu là nó không còn gây hại lúa nữa, mà bây giờ là cần nhất là bảo vệ cái bộ lá trên thì nó sẽ năng suất rất cao. Thì anh cũng cứ yên tâm, không lo. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Trả lời câu hỏi cho anh Vũ Đức Thơi ở Hòn Đất, Kiên Giang. Anh hỏi là tôi đã phun Lakasoto 4SB cách đây 5 ngày, còn khoảng 10 ngày thu hoạch, nhưng thấy hạt trong cậy vẫn xanh như ở trong hình. Tôi định phun tiếp Lakasoto nữa, có được hay không? Và phun Lakasoto nhiều lần thì có bị muối hạt hay không? Câu hỏi của anh, mời Thạc sĩ Bích Trân có thể tư vấn. Xin chào anh Thơi cùng bà con. Như trong hình thì còn 10 ngày nữa là lúa anh thu hoạch, và cơ bản là chúng ta đã thấy các hạt đã vào chắc rồi, kể cả các hạt trong cậy cũng đã có tín hiệu vào chắc rồi, no hạt rồi. Tuy cái màu hạt còn xanh nhưng mà 10 ngày nữa sẽ là thời gian để mà hạt lúa chín sinh lý. Toàn bộ cái lượng tinh bột sẽ được đông đặc thành cái hạt gạo của chúng ta đó. Cho nên là cái tán lá lúa hiện giờ, cái màu lá lúa trên hình đó vẫn rất là phù hợp để cây lúa phát triển, coi như là tích lũy dinh dưỡng bình thường. Anh không phải nóng lòng và không phải phun thêm ở giai đoạn này một lần Lakasoto nữa. Cái tác dụng của Lakasoto vẫn còn, bởi vì anh phun cách đây 5 ngày thì trong vòng 10 ngày thì cái tác dụng vẫn còn, và trong vòng 10 ngày như thế này từ đây cho đến thu hoạch thì anh cứ an tâm là chúng ta không phải tác động thêm thuốc gì nữa để mà cho cây lúa, mà hãy chúng ta hãy để cho nó chín tự nhiên, chín sinh lý thì cái chất lượng gạo nó sẽ đạt cao tốt hơn. Còn cái việc mà muối hạt thì hoàn toàn Lakasoto không có tác động cái muối hạt. Khi mà chúng tôi khảo sát và làm thí nghiệm với Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long trong vòng 3 năm thì kết quả cho thấy là cái tác dụng muối hạt khi mà chúng ta xử lý Lakasoto một lần vào thời điểm lúa công trái me, hoặc là kể cả 3 lần
tôi nói là cái số lần để mà chúng ta thấy được là cái mức độ tác động của Lacazotto lên cái chuyện muối hạt là hoàn toàn không có, nó vẫn như bình thường. Như vậy thì bà con có thể an tâm sử dụng và có thể an tâm là cái việc mà cái lúa chín sinh lý vẫn đạt được cái như cái điều kiện, cái đặc tính giống đã có. Và như vậy thì nó vẫn đạt được cái chất lượng cao khi mà chúng ta thu hoạch. Cảm ơn Thạc sĩ Bích Trân. Thưa bà con và các bạn, bên cạnh hiệu quả của quy trình sức mạnh sinh học đem lại thì bà con nông dân còn có ý kiến đóng góp với mong muốn là quy trình ngày càng hoàn thiện hơn và ứng dụng rộng rãi hơn. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Vụ đông xuân 2013-2014, nhiều bà con nông dân ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng hiệu quả quy trình sức mạnh sinh học vào sản xuất, đạt được một vụ lúa bội thu. Từ kinh nghiệm thực tế trên đồng ruộng để chuẩn bị các điều kiện sản xuất tốt nhất cho vụ hè thu, bà con nông dân có thêm những ý kiến hay trao đổi về quy trình sức mạnh sinh học. Sử dụng quy trình sức mạnh sinh học, lúc cuối thì tôi có sử dụng là Lacazotto để tăng cái chất lượng của hạt giống. Thì tôi đem đi làm ví dụ sao thì cái hạt giống đó nó có tốt hơn cái bình thường hay không? Tôi đã sử dụng thuốc sức mạnh sinh học của Tân Thành được 2 năm, đã trúng đều và đã 4 vụ lúa rồi, nhưng tôi còn muốn sử dụng tiếp nữa có được hay không? Trong vụ tới hè thu này sâu bệnh thường nhiều, tôi dùng sức mạnh sinh học có cần lưu ý gì không? Vụ hè thu năm nay quy trình sức mạnh sinh học có thay đổi gì so với vụ đông xuân trước hay không? Những nhận xét đóng góp của bà con nông dân là cơ sở để các ngành chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa quy trình sức mạnh sinh học để tiếp tục đồng hành cùng nhà nông nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Với những nhận xét vừa rồi của bà con thì cũng mong các nhà khoa học có thể tư vấn. Trước hết thì mời Thạc sĩ Thủy có thể tư vấn giúp bà con. Hồi nãy thì anh Nhiệm có nói là vụ hè thu này thì là sâu bệnh nhiều, anh có thể sử dụng cái sức